Luật chơi của vòng 2 có tên gương cười như sau. Mỗi đội sẽ cử ra một thành viên đại diện và có nhiệm vụ sao chép toàn bộ hành động của một người khác. Ai có hành động sao chép chính xác nhất, hài hước nhất, dí dỏm nhất sẽ là đội chiến thắng. Và tôi xin tuyên bố vòng 2 xin được phép bắt đầu. Cảm giác của người chiến thắng mà phải thi trước nó làm sao em? Cứ tưởng là thắng là thể được thi sau, nhưng mà ai ngờ thắng thì thi trước. Cũng cũng không run lắm, thật sự là không run lắm, là đang muốn ra để mà hoàn thành cái phần thi của mình thôi, tại vì mình đang đà mà. Mà có đà thắng thì mình ra mình thắng tiếp đúng không? Em có đoán được mình sẽ làm cái gì không vậy? Dạ thì bây giờ thì em đang thấy là em đang được làm chú hề, thì chắc là chút nữa em sẽ ra kiểu làm chú hề giống như là thổi bong bóng hay này kia. Em nghĩ là cái đơn giản. Nhưng mà coi chừng tí nữa có màn nút dao hay là kiểu xiên dao vô cổ họng rồi nha. Anh chúc em may mắn nha em. Em vui lên đi, vui lên, tự tin lên. Bye bye em nha. Chúc em may mắn. Lucky. Trời đất ơi. Ai mà để chó chạy vòng vòng trên sân khấu giống như là thảo cầm viên vậy? Chó của ai vậy? Chó của tôi. Anh đi đâu đây? Hôm nay tôi đến tham gia chương trình Ai Cũng Bật Cười. Và anh là... Giới thiệu. Là nghệ sĩ Xuân Tiến. Thì này chắc là bạn gì hạnh phúc lắm đây. Khu vực của anh là ở bên này nè. Xong rồi anh làm cái gì á, là cái bạn mà người chơi á, bạn sẽ làm y chang á. Thì anh cố gắng anh làm cái gì đó thì khó, kiểu như uốn éo hay là làm cái gì đó gây hại, gây tổn thương bản thân càng nhiều càng tốt nha anh. Và xin mời người chơi đầu tiên, Băng Di. Trời đất ơi, dễ thương gì đâu á. Và thôi em không cần nói nhiều nữa. Dạ, hôm nay em là người may mắn nhất rồi, em thi trước đúng không? Không, không, em mặc này ra em đâu biết em làm gì đâu anh. Không không, thì tí nữa em sẽ biết, vui lắm. Và hai người á sẽ có hai người phụ giúp để đem đồ ra để biểu diễn nữa nha. Khu vực của em là gương bên này ha. Và okay, cái người rồi. Đặc biệt là cái người mà đem đồ diễn cho em á là một người rất là thân thuộc với em. Xin giới thiệu cái bạn đó là bạn Phúc Yellow. Phúc Yellow ơi. Đoàn kết dễ sợ không? Đội của đối phương đem đồ ra, không muốn đem đi gì. Và bây giờ Phúc Yellow đi vô đi, xong rồi đó. Giới thiệu vậy thôi, đi vô đi. Và bây giờ tôi để sân khấu lại cho hai người. Tính từ giờ phút này, khi mà tôi bước ra khỏi sân khấu thì Văn Di có nhiệm vụ phải mô phỏng toàn bộ hành động của anh Xuân Tiến. 2, 3. Lucky.
Nè, con ngồi xuống chưa nào? Nó tè vô chung ngồi em, mời anh ơi. Hai cộng ba bằng mấy Lucky? Hai cộng ba bằng mấy? Trời ơi, sủa hay quá, sủa hay quá. Bây giờ chúng ta chuyển qua một bài toán nhân nha. Khó hơn nha. Hai mà nhân cho ba. Sáu quá con, sủa đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu. Tuyệt vời. Đây là bài huấn luyện Phúc Zalo. Còn bạn này thì bạn không nói gì hết trơn á, bạn im lặng. Ồ, sắc đẹp của em thuộc loại nghiêng nước nghiêng thành đó bạn gì? Dạ em biết mà anh, trời em trang điểm cái này kỹ lắm, mấy tiếng đồng hồ em mới ra đó. Dạ. Xin cảm ơn anh Xuân Tiến rất nhiều. Nãy giờ quý vị đã chứng kiến được tài năng của bạn gì rồi. Và bây giờ xin mời quý vị đến với tài năng của Puka. Em có đoán được chuyện gì xảy ra với đội bạn không? Dạ lúc mà đội bạn đang chơi thì lúc đó em đang làm tóc thay đồ. Em không biết được gì hết, em ra chơi sao? Em có đoán được là chuyện gì sắp xảy ra với mình không? Dạ không. Nụ cười gian quá. Anh cũng đâu biết gì đâu. Bộ đồ này là bộ đồ, theo em đoán thì bộ đồ này để dùng để làm gì? Em nghĩ là bộ đồ em cỡ làm chú rể. Là vest nè, vest đuôi cá nè, là như chú rể vậy đó. Dạ chắc là sẽ có cô dâu nào đó để em đón. Anh có thể, nếu mà em nghĩ như vậy thì anh có thể nghĩ là lát nữa chắc có màn cắt tóc hay cào đầu hay gì cho giống con trai đó. Dạ, chúc em may mắn. Em về trước thì em ở lại đi, em ở lại làm tiếp đi, anh nói giỡn mà, anh nói giỡn. Anh nói giỡn. Nghệ sĩ xiếc Xuân Tiến đã khiến Băng Di một phen khổ sở, toát mồ hôi. Không biết bóng ma áo đen này sẽ lợi hại đến thế nào. Người ở sau chiếc mặt nạ đó là ai? Mọi thắc mắc sẽ được sáng tỏ sau ít phút nữa thôi. Không may cho đội Doraemon rồi. Gặp phải trấn thành thì có khi còn đáng sợ hơn gặp ma thật nữa đó. Buka, buka, buka. Qua đây. Nhiệm vụ của anh là chỉ đưa cho em cái này thôi. Ủa cái gì vậy anh? Anh hy vọng là tí nữa sau phần thi này em vẫn vui vẻ. Ủa cái gì mà như cây cột thu lôi vậy? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Bonjour madame et monsieur. Bonjour madame Febrou. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là buổi ảo thuật đặc biệt chỉ dành cho quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là một buổi ảo thuật đặc biệt chỉ dành cho quý vị. Và như quý vị và các bạn đã biết là trong thời gian hiện nay thì rất là nhiều người ảo thuật gia đã hiện ra rất là nhiều trên thị trường, mà chúng tôi cũng không biết cách làm sao mà cho thị trường ảo thuật hiện nay có thể cân bằng lại. Và ngày hôm nay nó lý do vì sao mà chúng tôi đã có mặt ở đây để có thể trình diễn cho quý vị và các bạn nghe những bài trò ảo thuật tốt nhất, để cho quý vị và các bạn có thể cảm nhận được là ảo thuật như thế nào là ảo thuật đỉnh cao và ảo thuật như thế nào là ảo thuật fake. Và chúng tôi tuyệt đối sẽ không sàng qua, chúng tôi là ảo thuật đỉnh cao thưa quý vị. Giờ cái ảo thuật gia có rất nhiều và chúng tôi không biết như thế nào, và chúng tôi khó đâu giờ đó được tất tập mệt hơn cho nên rất thôi để sao. Và bây giờ chúng tôi là ảo thuật gia thưa quý vị. Bây giờ sẽ là màn ảo thuật của chúng tôi, mời quý vị vỗ tay lên. Bây giờ sẽ là màn ảo thuật của chúng tôi, mời quý vị vỗ tay lên. Và đây là màn ảo thuật nhấc bổng cơ thể. Và đây là màn ảo thuật nhấc bổng cơ thể. Sau đó xoay. Sau đó xoay. Chúng tôi không dám đứng xuống nữa, bởi vì chúng tôi đã gặp sự cố trầm trọng. Chúng tôi xin phép được bận đầm biểu diễn tiếp tục. Lát quần, tôi bị lát quần. Chúng tôi không dám bước xuống nữa, bởi vì chúng tôi đã gặp sự cố trầm trọng. Chúng tôi xin phép được bận đầm để biểu diễn tiếp tục. Và sau đây là vũ điệu Latin. Khổ ca dễ thương. Khởi động đã hết. Thank you. Phần khởi động đã hết. Thank you. Và bây giờ là màn ảo thuật chính. Và bây giờ là màn ảo thuật chính. Đây là màn ảo thuật tôi rất là tự tin. Đây là màn ảo thuật tôi rất là tự tin. Cái mặt nạ dơ quá kia kìa. Cái mặt nạ dơ quá kia kìa. Tôi rất thích cái mặt nạ của tôi. Tôi rất thích cái mặt nạ của tôi. Tôi phải ôm nó vào lòng. Tôi phải ôm nó vào lòng. Tôi nói chuyện với nó. Tôi nói chuyện với nó. Mày giỏi mày mổ tao coi. Mày giỏi mày mổ tao coi. Tôi lại hùng nó. Tôi lại hùng nó. Tôi lại biến ra một lần nữa. Cũng là con này. Ê. Ê, tôi lỡ làm rớt rồi, tôi sẽ bắt nó lên. Tôi lỡ làm rớt rồi, tôi
Tôi sẽ nhặt nó lên lại. Tôi sẽ nhặt nó lên lại. Tôi sẽ cùng nhảy múa với nó. Cùng nhảy múa với nó. Tôi sẽ đưa nó vào người của tôi. Tôi sẽ đưa nó vào người của tôi. Phần trình diễn đã kết thúc. Phần trình diễn đã kết thúc. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một cô gái quá là chịu chơi và rất là thông minh. Một tràng pháo tay cho Puka nữa thưa quý vị. Nhận xét từ ban giám khảo, xin mời nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Thôi kỳ này nhường cho ổng trước đi. Tôi ngưỡng mộ Trấn Thành là vì giờ Trấn Thành quá giỏi, phải không? Cảm ơn anh. Thôi không có nói nhiều bây giờ nè. Bây giờ ổng cho điểm, cho điểm đi nha. Đó. Tôi sẽ cho đội Doraemon 10 điểm. Tôi sẽ cho đội Trấn Thành 9 điểm. Đội Doraemon sau phần điểm của anh Hoàng Sơn đang dẫn đầu, xin mời chị Hồng Vân. Ngày hôm nay á là Puka nó quá giỏi, quá đúng. Duyên. Trong khi gặp một cái đối thủ kinh hoàng là ông Trấn Thành, đúng không? Là ông đủ đường, ông gọi là ông sát hạch con nhỏ, nhưng mà nhỏ vượt qua hết. Chính vì vậy mà tôi cũng quyết định Doraemon là 10 điểm. Băng Nhi chắc có lẽ là không có vững vàng giống như là Puka, thành ra là cô ấy hơi bị nhút nhát khi mà gặp em bé chó mà bị thấy không bắt chước được á, rồi sợ hãi rồi run rẩy, thì cái đó là cái bản năng của người phụ nữ bình thường thôi, không vấn đề gì. Bởi vì cái tình huống đó nó quá khó, thực sự là quá khó. Cho nên rằng á, đội Pikachu là 9,5. Điểm điểm rưỡi cho Băng Nhi. Điều đó có nghĩa là chúng ta sắp thưởng thức một vòng ba vô cùng gay cấn có tên gọi phim cười.